Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019. Tập huấn xét nghiệm nhanh mẫu thực phẩm. Ra mắt ngân hàng dữ liệu ngành dược của Bộ Y tế. Bệnh viện Sản Nhi nhiều biện pháp chống rác thải nhựa. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tổ chức hội thi sân khấu hóa, đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng cho người bệnh. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh viêm cơ tim. Mục cẩm nang y học là bài tập giúp cải thiện tình trạng đau mỏi vai gáy. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, xử lý nước thải y tế, vấn đề còn nan giải tại các trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố và câu chuyện nguy cơ bệnh tật từ bao bì nhựa dùng một lần. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Thực hiện công văn số 1831 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu 2019. Theo đó, thành viên Ban chỉ đạo 389 tích cực tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, quản lý chặt chẽ việc thẩm định, cấp phép đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, nguyên liệu, nhân bánh trung thu và các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, vận chuyển thực phẩm trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tổ chức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, bạo lực, khuyến khích nhân dân tham gia tố giác tội phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mới đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn xét nghiệm nhanh mẫu thực phẩm đối với các cơ sở được lựa chọn triển khai xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm năm 2019. Tại lớp tập huấn, chủ cơ sở, người quản lý và người trực tiếp xúc với thực phẩm tại 30 cơ sở được lựa chọn triển khai xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm được hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp kỹ thuật lấy mẫu kiểm nghiệm vi sinh, phương pháp kỹ thuật lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu hóa học, phương pháp phát hiện nhanh thực phẩm bị ô nhiễm hóa học, phóc môn, phẩm màu, kiềm, hàn the, dư lượng thuốc trừ sâu, hướng dẫn sử dụng máy đo nồng độ nitrat trong rau, củ, quả. Qua lớp tập huấn, các cơ sở triển khai xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm sẽ thực hành thành thạo xét nghiệm nhanh mẫu thực phẩm, biết cách lựa chọn thực phẩm an toàn. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra mắt ngân hàng dữ liệu ngành dược drugbank.vn. Đây là cơ sở dữ liệu của ngành dược được xây dựng với mục đích tạo ra một hệ cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý ngành một cách nhanh chóng, thuận tiện và giúp ích cho sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về y tế, sức khỏe và thói quen sử dụng thuốc của nhân dân. Người dân có thể truy cập ngân hàng thông qua địa chỉ drugbank.vn, thông qua website hoặc trên ứng dụng di động. Với kho dữ liệu chứa thông tin của hơn 10.000 điều thuốc đang lưu hành, gần 41.000 cơ sở sản xuất, phân phối và dược sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Drugbank.vn ra đời sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng từ cơ quan quản lý, các y bác sĩ, doanh nghiệp dược và cộng đồng. Dự án sẽ giúp cho người dân truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về tất cả các thuốc đang lưu hành tại Việt Nam, từ kênh chính thống của cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ kiến thức sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, kinh tế, tra cứu thông tin chính xác về nguồn gốc của thuốc, giá thuốc, tra cứu hệ thống nhà thuốc đạt chuẩn GPP. Thực hiện chỉ thị số 08 của Bộ Y tế về giảm thiểu rác thải nhựa y tế, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao ý thức hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng một lần của cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện đã lắp đặt các biển hiệu tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa tại những khu vực có nhiều người qua lại trong viện, đồng thời tổ chức tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa tới sức khỏe và môi trường cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân. Các khoa phòng được trang bị nhiều cặp lồng inox để người bệnh, người nhà bệnh nhân mượn đi mua cơm, tránh việc sử dụng hộp xốp và túi ni lông.
Tại căng tin bệnh viện cũng có sẵn những hộp đựng cơm cho khách mượn mang về thay cho hộp xốp và hộp nhựa dùng một lần. Những biện pháp này bước đầu đã khiến một bộ phận người dân thay đổi thói quen mua hộp cơm xốp mà chuyển sang dùng cặp lồng để đảm bảo sức khỏe và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội thi sân khấu hóa đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm tăng cường truyền thông ý nghĩa của sự đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự chuyên nghiệp. Tham gia hội thi là đại diện các khoa phòng của bệnh viện chia thành 4 đội, khối văn phòng, khối nội, khối ngoại và khối các khoa phòng cận lâm sàng. Các đội thể hiện 3 phần thi, chào hỏi, tiểu phẩm và trả lời câu hỏi ứng xử. Hội thi đã đưa ra những vấn đề quan trọng trong việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hiện nay để làm sao hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Những chủ đề nóng như ứng xử với văn hóa phong bì, thái độ chăm sóc cởi mở, thay đổi từ thái độ xin cho sang phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân đã giành được sự quan tâm của hội thi. Hội thi cũng đặt ra vấn đề đổi mới không chỉ là thái độ phong cách mà phải có sự chuyên nghiệp trong chuyên môn mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi khối nội. Viêm cơ tim là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Đây là tình trạng các tế bào cơ tim bị tổn thương do nhiều tác nhân khác nhau, dẫn đến hiện tượng viêm, hoại tử tế bào cơ tim. Đáng lưu ý là bệnh này hay gặp ở những người trẻ tuổi. Bệnh viêm cơ tim nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, dẫn đến suy tim nhanh chóng, đe dọa tính mạng người bệnh. Và để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Quyết, trưởng khoa tim mạch và lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Xin chào bác sĩ ạ, rất vui được gặp bác sĩ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết bệnh viêm cơ tim là gì ạ? Viêm cơ tim là một bệnh viêm lớp cơ dày của thành tim, có thể biểu hiện ở cục bộ hoặc là lan tỏa với những triệu chứng lâm sàng như là đau ngực, loạn nhịp tim và nặng thì có thể suy tim. Trong những trường hợp suy tim thì có những trường hợp suy tim rất nặng, có những trường hợp thì nó tạo ra cục máu ở trong tim và nó sẽ dẫn đến hậu quả là cái cục máu này nó sẽ được bắn đi theo dòng máu và có thể dẫn đến đột quỵ não hoặc là nhồi máu cơ tim cấp. Những trường hợp nặng nữa thì có thể rối loạn nhịp nguy hiểm và cái nặng cuối cùng đấy là tử vong. Vậy nguyên nhân gây bệnh viêm cơ tim là gì thưa bác sĩ? Nguyên nhân gây ra bệnh viêm cơ tim thì có rất nhiều nguyên nhân, trong đấy nguyên nhân quan trọng nhất là viêm cơ tim do virus, có thể do virus viêm gan B, viêm gan C, HIV. Nguyên nhân thứ hai là do vi khuẩn, có thể do tụ cầu, có thể do liên cầu, có thể do các cái vi khuẩn gây ra bệnh bạch cầu. Nguyên nhân thứ ba là do ký sinh trùng và nguyên nhân thứ tư là có thể là do lấm. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác, ví dụ như nguyên nhân do thuốc, nguyên nhân do các cái bệnh, nguyên nhân như là bệnh nút hút ban đỏ hoặc là nguyên nhân do dùng cocaine. Tiếp theo thì bác sĩ có thể cho biết khi bị bệnh viêm cơ tim thì thường có những biểu hiện cũng như triệu chứng như thế nào ạ? Những trường hợp nhẹ thì người ta chỉ có thể có những biểu hiện như là triệu chứng mà nhiễm virus, ví dụ như là ho, rát họng, sổ mũi. Có thể bệnh nhân có đau ngực tùy từng mức độ. Có bệnh nhân có thể có khó thở, bệnh nhân có thể có rối loạn nhịp tim. Trong những trường hợp nặng thì có thể có hiện tượng sốc tim hoặc là bệnh nhân có thể có tụt huyết áp, chân tay lạnh. Có bệnh nhân thì là khó thở liên tục và có thể có phù phổi cấp. Để phòng ngừa bệnh viêm cơ tim thì chúng ta cần có những cái biện pháp như thế nào thưa bác sĩ? Cái đầu tiên là phải vệ sinh sạch sẽ để tránh lan rộng những cái nhiễm virus. Cái thứ hai là phải tránh tiếp xúc với cả những bệnh nhân mà đang nhiễm virus hoặc là những cái triệu chứng giả cúm mà để khi bệnh nhân khỏi hoàn toàn thì chúng ta mới tiếp xúc. Cái thứ ba là tránh các một số cái nguy cơ mà do hành vi của con người gây ra. Ví dụ như là tình dục không an toàn hoặc là tiêm trích ma túy. Và cái thứ tư là bệnh nhân nó phải được mặc các cái quần áo bảo hộ trong những cái môi trường mà có nhiều bọ chét hoặc là virus hoặc là vi côn trùng hút máu. Và cái thứ năm cần phải được tiêm chủng đầy đủ. Cuối cùng bác sĩ có thể cho biết khi bị bệnh viêm cơ tim thì có những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ? Tùy thuộc vào mức độ bệnh nặng nhẹ mà có phác đồ điều trị khác nhau. Trong những trường hợp nhẹ thì chúng ta chỉ cần điều trị triệu chứng và điều trị nguyên nhân là bệnh nhân có thể tự khỏi. Những trường hợp nặng thì không có biện pháp nào điều trị đặc hiệu
Tuy nhiên có một số biện pháp người ta điều trị, ví dụ như bệnh nhân bị suy tim thì người ta có thể dùng các cái thuốc như ức chế men chuyển hoặc là chặn thực thể thụ thể AT1 hoặc là lợi tiểu vân vân. Nếu mà bệnh nhân mà bị nặng các cái trường hợp như có rối loạn nhịp thì người ta phải can thiệp để điều trị các cái rối loạn nhịp được kịp thời. Nếu nặng nữa thì người ta có thể phải điều trị bằng cách tuần hoàn ngoài cơ thể, và những biện pháp cuối cùng là người ta có thể ghép tim. Xin cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi rất hữu ích này ạ. Đau mỏi vai gáy là một bệnh lý về cơ xương khớp. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, đặc biệt nhóm đối tượng thường xuyên làm việc sai tư thế trong một thời gian dài, ít vận động, ngồi nhiều trước máy tính, rất dễ mắc phải. Nếu không được điều trị sớm sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt của người bệnh. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ Trần Văn Phi, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn bài tập cơ bản giúp cải thiện tình trạng đau mỏi vai gáy. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Bệnh đau vai gáy là một cái bệnh hay gặp trên lâm sàng, và đặc biệt là các bệnh nhân mà làm văn phòng hay phải cúi ngửa nhiều, là một số bệnh nhân làm việc nặng phải bê vác, hoặc là một số người già hay bị thoái hóa có các bệnh kèm theo thì dẫn đến hay bị đau mỏi vùng cổ gáy. Và sau đây thì tôi xin hướng dẫn một số cái động tác để giúp chúng ta là phòng chống và hạn chế cái hiện tượng đau mỏi vùng cổ gáy. Thứ nhất là ta phải làm một số cái động tác để cho nó làm mạnh các cái cơ của cái vùng cổ gáy này lên để giúp cho hạn chế cái đau mỏi, và đôi khi nó có thể gây lâu dài là phải gây chèn ép thần kinh và gây tê bì. Thứ nhất là cái động tác cúi ngửa cổ, mình có thể ngửa cổ về phía sau, sau đó mình giữ động tác khoảng từ 5 đến 10 giây, giữ nguyên động tác đó. Sau đó mình có thể chuyển sang động tác là cúi gập cổ về phía trước, giữ nguyên động tác này khoảng 5 đến 10 giây. Sau đó mình chuyển sang động tác là nghiêng cổ. Thứ nhất là mình nghiêng sang phải hoặc sang trái, giữ nguyên động tác đấy khoảng 5-10 giây. Sau đó mình chuyển sang bên đối diện và cũng giữ nguyên động tác đó là 5 đến 10 giây. Sau đó mình làm động tác là xoay cổ, mình có thể trách khoảng tầm 45 độ hơi nghiêng lên và giữ nguyên động tác đấy 5 đến 10 giây. Sau đó mình quay sang phải hoặc sang trái, quay lại. Tiếp theo thì có thể làm mạnh các cái cơ vùng cổ gáy này lên thì có tiếp theo có một số cái động tác. Thứ nhất là các bác có thể một tay các bác để lên trán giữ nguyên, sau đó mình có thể cúi ra đằng trước, dùng tay mình giữ lại đó, giữ lại khoảng tầm 5 đến 10 giây. Sau đó mình lại dùng động tác dùng tay. Thứ nhất mình chuyển làm bên phải trước, mình giữ nguyên tay. Sau đó mình nghiêng đầu sang tay bên đối diện và giữ nguyên động tác này 5 đến 10 giây. Mục đích là để làm mạnh các cái cơ vùng cổ gáy này lên để nó hạn chế vùng đau mỏi vùng cổ gáy. Ngoài ra thì các bác về nhà thì có thể tự đan hai tay vào nhau và có thể sát xoa ở cái vùng gáy này. Mỗi lần khoảng 10 đến 20 lần làm cho cái vùng cổ gáy này nó nóng lên để làm cơ vùng này, một là nó mạnh lên và nó làm cho máu nó lưu thông hơn, giúp hạn chế cái đau mỏi vùng cổ gáy này. Xin lưu ý với cả các bạn là các cái động tác mà tôi hướng dẫn ở trên đây thì tốt nhất là các bạn nên thực hiện đều đặn khoảng 2 lần một ngày, và tốt nhất là buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc có thể buổi tối trước khi đi ngủ, hay mình có thể thực hiện đều đặn mỗi lần khoảng 15 đến 20 phút để giúp khắc phục cái tình trạng đau mỏi vùng cổ gáy này rất là tốt, và giúp phòng bệnh về lâu dài, tránh hạn chế thoái hóa cột sống cổ về sau. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành y tế tăng cường đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục xử lý chất thải y tế, đặc biệt là nước thải y tế. Thế nhưng, tại một số bệnh viện, nhất là ở tuyến huyện, vấn đề xử lý nước thải y tế vẫn đang là bài toán khó. Đựng nước thải y tế bằng can thủ công để mang đi xử lý, đó là những việc làm đã rất quen thuộc ở Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Thường là nước thải trong phòng tôi để chủ yếu làm các xét nghiệm về huyết học, về hóa sinh, thì nước thải trong hệ thống của máy được pha trộn, rửa cùng với cả mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân thì được hệ thống tuồn qua ống
tôi sẽ gom lại vào can. Hiện tại là trên cơ quan là chưa có hệ thống xử. Về mức độ nguy hại thì về theo tiêu chuẩn an toàn sinh học ấy thì chủ yếu là huyết thanh, huyết tương của bệnh nhân và một số hóa chất pha loãng, rồi các dung dịch đệm. Nhưng mà hiện tại thì không thải ra môi trường đâu, được gom lại hết vào can. Nhiều khi là có thể là bị tràn đổ hoặc là do sơ suất là để tràn nó đầy quá không kiểm soát được. Nằm ở trung tâm thành phố, dân cư đông đúc, nhưng hiện nay trung tâm y tế thành phố vẫn chưa có công trình xử lý nước thải y tế. Hiện tại thì trung tâm chưa có hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy chuẩn. Tất cả các nguồn nước thải, kể cả nước thải sinh hoạt và nước thải y tế đều tập trung vào cái hệ thống cống thải của thành phố. Đây là vấn đề rất là nhạy cảm. Các cái nguồn lây nhiễm của bệnh viện đã nói đến bệnh viện thì là chúng ta sẽ nói đến là những cái bệnh tật và nguồn lây nhiễm thì cũng ở đó tiềm tàng ở đây là rất là nhiều. Ví dụ như là các cái nước thải từ hệ thống xét nghiệm, các cái phòng thủ thuật, các cái phòng sản nhà đẻ thì tất cả các hệ thống đấy đều có chứa tiềm ẩn những cái nguy cơ lây nhiễm bệnh tật ra cộng đồng. Nước thải sinh hoạt, nước rửa các dụng cụ y tế, đặc biệt là sau các hoạt động tiểu phẫu cũng đều được thải chung qua con đường này ra ngoài môi trường. Dẫu biết là bất cập nhưng không có cách nào xử lý được tốt hơn vì kinh phí đầu tư có hạn. Tuy đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng tình hình tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ cũng không khả quan hơn nhiều vì công nghệ xử lý đã cũ chưa đáp ứng được tiêu chuẩn hiện nay. Nước thải được xử lý trong bể 3 ngăn, lọc bằng than hoạt tính, sau đó cũng nhập vào hệ thống xử lý nước thải chung của khu dân cư. Theo kết quả kiểm tra mới nhất của ngành môi trường, thì nước thải ra cũng chưa đáp ứng đủ được các tiêu chuẩn hiện nay, và trung tâm cũng chưa được cấp phép trùng nguồn thải nguy hại. Ngoài trung tâm của 4 huyện được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới là Văn Giang, Văn Lâm, Tiên Lữ và Ân Thi, thì những khó khăn trong xử lý nước thải y tế như vậy là tình trạng chung. Rất mong ngành chức năng sớm có giải pháp hợp lý để nước thải y tế không còn là mối lo của cả bệnh viện và người dân. Bao bì nhựa sử dụng một lần hiện nay đang được rất nhiều người sử dụng vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, đa số các loại bao bì này đều không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần không gây ngộ độc cấp tính, nhưng có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe sau này, thậm chí là có thể gây ung thư. Những hình ảnh này thường xuyên diễn ra trong xã hội hiện nay. Rời khỏi quán cơm, mỗi người xách ít nhất một hộp cơm xốp, một hộp nhựa đựng canh và bên ngoài là túi ni lông. Không ít người trong số họ đã từng nghe, biết về tác hại của những loại bao bì này tới sức khỏe và môi trường. Thế nhưng, vẫn có những lý do để họ dùng bao bì nhựa dùng một lần để đựng thực phẩm. Gia đình vẫn thường sử dụng túi ni lông vì túi ni không có loại túi này thay thế được. Bây giờ đi chợ người ta cũng dùng túi ni lông, mỗi mớ rau, ngọn cỏ người ta đều phải đưa túi ni lông. Gia đình thường dùng trung bình mỗi một ngày khoảng 4-5 cái, cả túi ni lông đựng rác. Theo cơ quan chức năng, những bao bì nhựa mà cụ thể là túi ni lông, hộp xốp, hộp nhựa trên thị trường hiện nay đều không đủ tiêu chuẩn để làm bao bì đựng thực phẩm nóng. Các loại nhựa này được sản xuất từ các hợp chất cao phân tử như PE, PV cùng các loại phụ gia được phối trộn để tạo nên những đặc tính mềm dẻo. Các phụ gia này được gọi chung là hợp chất phthalate. Loại hợp chất này sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe khi bị thô nhiễm vào thực phẩm. Chính cái bản thân cái phthalate này là nó được tích lũy vào cái tế bào đích, đó là tế bào tuyến sinh dục ấy. Thì nó sẽ tích lũy lâu dài, ảnh hưởng đến sự phát triển về giới của trẻ và ảnh hưởng đến các cái cơ quan sinh dục, có thể gây ra lệch lạc giới tính ở trẻ này, rồi gây ra ung thư các cơ quan sinh dục. Nhiều phthalate đã được ghi nhận có tác dụng như một xenoestrogen, là chất làm rối loạn hormone giới tính. Các nhà khoa học lo ngại không chỉ với các dẫn chất phthalate bị nhiễm trong thực phẩm, mà còn lo ngại về các vật dụng sinh hoạt hàng ngày có chứa các chất gây nguy hại này. Nghị viện châu Âu không cho phép dùng DPB và DEHP có trong đồ chơi trẻ em và cả trong mỹ phẩm. Bao bì nhựa hiện nay có giá thành rất rẻ vì chúng là nhựa tái chế. Hưng Yên có 2 làng nghề tái chế nhựa, song các hộ sản xuất nhựa chỉ đóng thuế môn bài hàng năm. Thêm một lý do để người tiêu dùng cân nhắc có nên sử dụng bao bì nhựa dùng một lần và có nên vì cái tiện mà bỏ qua những tác hại lâu dài của bao bì nhựa dùng một lần tới sức khỏe của bản thân và con em mình. Câu chuyện y tế vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.